Đức Vũ xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ, cuộc sống Mỹ tại DMV. Đầu tiên thì Đức Vũ xin kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Và hôm nay thì trời nắng nóng, không phải nắng nóng lắm bạn, cũng không phải là quá nắng, quá nóng. Thì thực ra thì tuần trước nó vẫn đã lạnh, thì hôm nay Đức Vũ sẽ thực ra làm vườn các bạn. Đây là những cái việc mà Đức Vũ sẽ làm. Mỗi mùa thường là giờ này mình phải trồng ớt, trồng rau, trồng đậu các bạn. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng lạnh cho nên là hôm nay Đức Vũ sẽ phải làm cái đất trước. Rồi từ từ mình trồng. Thực dù là có thể là trễ nhưng mà tại vì tiểu bang Đức Vũ nó vẫn còn hơi lạnh. Lần trước mình trồng thì nó đã quẹo hết rồi. Bây giờ thì hôm nay Đức Vũ sẽ giới thiệu với bạn là những cái việc mà Đức Vũ sẽ làm trong cái ngày nghỉ hôm nay nó là cái gì với bạn ha. Ok, now let's go. Đầu tiên quý vị các bạn, đây là cái... cái gọi là cái mùn gỗ Đức Vũ mua các bạn. Đây là mình mua cái mùn gỗ nè. Mình mua cái loại này. Lần trước thì mình chơi màu cam, màu vàng gì đó, nhưng mà tại vì cái khu của Đức Vũ người ta chơi màu đen không à, thì mình phải làm màu đen cho nó đẹp. Đây là những cái bao, và ở dưới này thì mình có mua một bao đất, bao đất đó để trồng rau, trồng cây, trồng trái các bạn. Sau khi mà mình bỏ cái này xuống những cái khu mà cây của mình, hoa của mình để mình trồng hoa, thì mình sẽ bây giờ cỏ nó bắt đầu nó cũng xanh xanh rồi các bạn. Thì mình sẽ, tại vì hôm nay trời nó mưa cho nên là mình sẽ rải, đây là cái loại mà mình sẽ rải cho cỏ chết mấy cái cây cỏ dại các bạn. Đây là cái loại mà mình mua nè. Đây là Tuff Biobuilder. Thì lúc trước mùa đông thì mình đã làm một lần rồi. Bây giờ thì tại vì hôm nay trời nó mưa rồi, sau đó thì mình dùng cái này để mình cái này nè, để mình tỉa cái cây của mình các bạn. Còn đây là cái bao để mình bỏ mấy cái đồ, và không ngoại trừ cái bao tay các bạn ha. Thì ok, bây giờ thì Đức Vũ sẽ đi quay cho quý vị các bạn là cái chỗ mà mình sẽ phải làm đất như thế nào ha. Thì đây đây là cái chỗ mà mình sẽ bỏ đất vô đây các bạn. Bên đây cũng vậy, mình sẽ bỏ đất vô đây. Thì các bạn, cái cỏ đây là cỏ dại nè, chút xíu nữa mình sẽ xịt cái kiều vô đây. Thì đây là cái hoa nè, hoa hồng này của mình nè. Mình sẽ bỏ cái mùn vô đây. Trước khi mùn thì mình sẽ phải nhổ mấy cái cây cỏ đi các bạn. Nhổ mấy cái cây cỏ này đi ha. Hoa này nó bắt đầu nó cũng sắp ra rồi các bạn. Hoa này rất là đẹp. Đó. Đây là cái đèn mà năng lượng mặt trời của mình nó cũng work ok thôi các bạn. Còn đây là cây hoa, nó kêu là hoa gì qua này, thực dược hay gì qua này đó, nó sắp sửa ra rồi. Đây các bạn, mình sẽ xử lý cái khu này, khu này. Tiếp theo các bạn thấy cỏ nó cũng đã lên rồi, lên rồi, nắng nóng. Đây là cái khu mình sẽ, hôm trước mình trải nó vẫn còn nè các bạn ha. Thì mình sẽ nhổ cỏ, làm cỏ, mình trồng hoa lại ở đây. Trồng hoa. Đây là những cây hoa của mình trồng mà giờ nó đang chuẩn bị ra các bạn. Ngoài ra thì trên đây mình có cái vườn. Mọi người cũng thấy cái vườn của mình trên đây, thì mình sẽ xử lý hết cái những cái cây cỏ trên đó và mình sẽ làm vườn lại thôi. Đó, thì ở nhà, khu vực mà nhà townhouse thì nó chỉ có vậy thôi các bạn. Mặc dù là cái khu của mình đó, cỏ nè ha, bạn thấy ha. Có những cái cỏ giờ nó lên rồi. Thì có những cái cỏ dại mình sẽ phải xử lý, những cái cỏ dại. Rồi đi. Đó là những cái mà mình sẽ làm. Ok, mình làm xong thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Ok.
Xin chào mọi người, bây giờ tiếp theo nha. Let's go, let's go, let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ món canh này. Món canh giòn. Quay ngược sáng chút xíu nhưng mà chơi thôi cái này. Ok các bạn, bây giờ thì sau khi mình đã làm xong các cái công việc ngày hôm nay thì đây là rau mình ươm rồi các bạn, nó đang lên rồi. Rau thơm bạn ha, rau thơm.
À, đây làm đất sẵn để chuẩn bị mình sẽ trồng ớt, trồng rau rau ha. À, bạn thấy à, đó, chuẩn bị đất sẵn rồi, còn một bao đất. À, đây là cái cây hoa sống đời nữa các bạn. À, bây giờ thì nó đã đâm chồi nảy mọc rồi các bạn. À, đây là cây Rosalem, anh Rosalem là anh nó thơm lắm ạ, này à, làm gia vị. À, đây nữa đó. Tiếp theo đây là cũng là một cây nữa, Rosalem nữa, còn đây là strawberry. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra phía ngoài nơi mà mình đã xử lý xong. Đây là cái chỗ mình trồng hoa nè các bạn, nhưng mà chỗ này thì mình còn thiếu mùn đất, thiếu mùn đất. Chỗ này thì cái này là cái đây là hoa hồng, đây là hoa gì tú cầu gì đó quên rồi. Chỗ này là các bạn biết gì không? Cái này là cái gỗ ép mà để nướng thịt đó bạn, nướng thịt nướng đồ đó. Nhưng mà tại vì giờ nó bị mục quá rồi, nó bị ướt, mình để ngoài nó bị ướt cho nên là thôi mình lấy mình rải luôn các bạn. Rồi đây là cỏ, cỏ thì mình đã tại vì ngày mai trời mưa các bạn, thì nãy mình đã bỏ phân cho nó rồi. À, còn đây là cái bồn hoa mà mình đã làm lại nữa các bạn ha. À, tại vì bên kia có đá chứ mình không có bỏ. À, hoa nè. À, đẹp không các bạn, quá đẹp luôn ha. À, hoa nè. À, rồi mấy cái cây hoa này sắp sửa nó cũng sẽ lên nè các bạn. À, cây này mình tỉa lại cho nó đẹp đẹp nè. À, tỉa lại, tỉa cái bồn này cũng bỏ lại hết rồi. À, đây. À, hồi nãy các bạn thấy nó chưa có gì hết, bây giờ thì đã sạch sẽ. À, đẹp đẽ. À, chờ mấy cây hoa này lên là ok các bạn, đây là xanh tươi. À, đó rồi cái bồn này. À, đó cũng đã hoa 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 nè, hoa này nè, đó các bạn thấy không. À, rồi bây giờ tại vì mình ngày mai khuya này trời nó mưa các bạn. À, khuya trời nó mưa cho nên là mình sẽ làm mấy cái này. À, bây giờ thì nếu mà được thì phải trồng một số cây, nhưng mà thôi chưa, thì trời nó cũng vẫn còn chưa có lạnh lắm các bạn. À, thì quay cho mọi người xem. Ok, bây giờ thì các bạn thấy ở ngoài mấy cái cây của họ, họ cũng để mấy cái bồn, họ bỏ mấy cái mùn nè. Rồi bây giờ thì chắc là Đức Vũ xin chào tạm biệt và kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. À, xin chào tạm biệt, bye bye.